Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát Các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay Thứ bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021 Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào dạng sáng nay Tại mức 1782,83 đô la Mỹ Tính ra trong phiên cuối tuần, vàng thế giới đã tăng tới 14,36 đô la Với tỷ lệ 0,81% đây là mức giá đóng cửa gần mức giá cao nhất của phiên là một tín hiệu cho thấy thị trường có động lực mới để tăng giá. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi bảng niêm yết giá vàng trong nước cuối ngày hôm nay nhé. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 250.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện giao dịch tại mức 60.400.000 đồng một lượng, chiều bán 61.100.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội cũng có mức tăng tương tự 250.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua có mức giá 60 triệu 400 000 đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 120 000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700 000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 400 000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua có mức giá 60 triệu 500 000 đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 200 000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội tăng 250.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua đứng tại mức 60 triệu 400 000 đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 100 000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 700 000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. Tại Phú Quý SJC tăng 200 000 đồng một lượng ở chiều mua, chiều bán tăng 250 000 đồng một lượng ở chiều mua đứng tại mức 60 triệu 400 nghìn đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tiến Minh Châu tăng 220 nghìn đồng một lượng chiều mua, chiều bán tăng 280 nghìn đồng một lượng. Ở chiều mua đứng tại mức 60 triệu 450 nghìn đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 080 nghìn đồng một lượng. Tại cơ sở My Hồng SGC tăng 300 nghìn đồng một lượng chiều mua và 250 nghìn đồng một lượng chiều bán chiều mua có mức giá 60 triệu 700 nghìn đồng một lượng Chiều bán 61 triệu 050 nghìn đồng một lượng Giá vàng SJC tại một số ngân hàng Tại ngân hàng Exim mua vào tại mức 60 triệu 200 nghìn đồng một lượng Bán ra 60 triệu 700 nghìn đồng một lượng Tại ngân hàng ACB tăng 200 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán ở chiều mua có mức giá 60.300.000 triệu 300 nghìn đồng một lượng, ở chiều bán 61 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB tăng 200.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán tăng 500.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 60.300.000 triệu 300 nghìn đồng một lượng, ở chiều bán 61.100.000 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Gold tăng 250.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 60.400.000 triệu 400 nghìn đồng một lượng, ở chiều bán 61 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chỉ những ở các tỉnh thành trong phiên hôm nay có mức điều chỉnh tăng cả chiều mua và chiều bán là 250 nghìn đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua có mức giá từ 60 triệu 370 nghìn đồng một lượng đến 60 triệu 420 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 61 triệu 100 nghìn đồng một lượng đến 61 triệu 150 nghìn đồng lượng. Giá vàng bố số 9 vàng nữ trang SGC trong phiên ngày hôm nay không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên trước đó. Theo đó, giá vàng nhẫn bố số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ mua vào tại mức 51 triệu 300 nghìn đồng lượng, chiều bán 52 triệu đồng một lượng. Vàng đi trang bút số 9 có mức giá chiều mua 51 triệu đồng một lượng, còn là chiều bán 51 triệu 700 000 đồng một lượng. Vàng đi trang 24K mua vào tại mức 50 triệu 088 000 đồng một lượng, ở chiều bán 51 triệu 188 000 đồng một lượng. Vàng đi trang 18K mua vào tại mức 36 triệu 929 000 đồng một lượng, chiều bán 38 triệu 929 000 đồng một lượng. Vàng đi trang 24K có mức giá chiều mua 28 triệu 294 000 đồng một lượng ở à chiều bán 30 triệu 294 000 đồng một lượng Vàng đi trang loại 10K mua vào tại mức 19 triệu 711 nghìn đồng một lượng chiều bán 21 triệu 711 000 đồng một lượng Thưa các bạn, trong phiên giao dịch hôm nay thứ bảy ngày 4 tháng 12 thị trường vàng trong nước có phiên giao dịch biến động mạnh theo xu hướng tăng đồng loạt với mức tăng từ 100 cho đến 300 000 đồng một lượng. Hôm qua thứ sáu ngày 3 tháng 12, hợp đồng vàng kỳ hạn đã xác nhận phiên tăng giá đầu tiên tốt nhất kể từ ngày 17 tháng 11. Điều quan trọng nhất là vàng đóng cửa gần mức giá cao nhất của phiên. Đây là một tín hiệu cho thấy thị trường đang có động lực mới để tăng giá. Giá vàng thế giới đã từng sụt giảm mạnh xuống mức thấp nhất là 1766 đô la và chạm mức cao nhất là 1788 đô la trong phiên. Hợp đồng vàng đóng cửa ở mức giá thấp nhất trong hơn 8 ngày liên tục. Trong phiên ngày hôm thứ Tư mùng 1 tháng 12, giá vàng có sự cải thiện, tuy nhiên giá đóng cửa thấp hơn nhiều so với mức giá cao nhất đạt được trong phiên. Trong phiên ngày hôm thứ Năm mùng 2 tháng 12, giá vàng đã từng chạm mức cao nhất 1.784,8 đô la nhưng lại đóng cửa gần như ở mức thấp nhất phiên là 1.762,6 đô la Mỹ. Thị trường chỉ thực sự khởi sắc trong phiên cuối tuần. Đà tăng tốt của vàng trong phiên ngày hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 12 là sự kết hợp của hai yếu tố chính. Đầu tiên là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ khá xấu, với chỉ 210.000 việc làm phi nông nghiệp được tạo ra trong tháng 11. Tuy vậy, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,2% từ 4,6% cho thấy sự cải thiện tích cực của thị trường lao động. Chúng ta có thể dự đoán rằng số việc làm bị trống chưa tuyển dụng được vẫn còn khá nhiều, trong khi số người chấp nhận làm việc ít hơn. Điều thứ hai hỗ trợ vàng là lo ngại về dịch bệnh COVID-19 kéo dài liên quan tới biến chủng mới Omicron. Còn với giá vàng ở tại thị trường trong nước chứng kiến nhiều biến động ở trong phiên giao dịch cuối tuần. Đặc biệt, giá vàng miếng liên tục ghi nhận mức tăng khá mạnh ở chiều mua hiện đang giao dịch ở quanh mức từ 60 triệu 200 cho đến 60 triệu 700 nghìn đồng một lượng còn ở chiều bán từ 61 triệu 100 đến 61 triệu 200 nghìn đồng một lượng như vậy so với thị trường thế giới thị trường vàng trong nước vẫn đang trong xu hướng tăng khi nhu cầu tăng mạnh rồi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021 trên kênh của Minh Pháp cũng xin được gặp lại mình phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn buổi tối cùng gia đình sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Nếu như các bạn yêu kim lại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.